Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Ngày hôm nay, bản tin chúng tôi có gì? Hãy cùng chú ý theo dõi. Không khí lạnh có thể ảnh hưởng thế nào đến bão Chami khi bão đến gần nước ta? Bão Chami được dự báo sẽ vào Biển Đông ngay trong ngày mai và trở thành cơn bão số 6, sau đó sẽ di chuyển hướng về phía nước ta. Mà trong những ngày sắp tới, gió mùa Đông Bắc cũng sẽ liên tục về. Vậy không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến bão Chami theo cách nào? Không khí lạnh tăng cường về miền Bắc nước ta và đến sáng nay, ngày 23 tháng 10, đã ảnh hưởng toàn bộ Đông Bắc Bộ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Đây là đợt không khí lạnh khô khiến ở miền Bắc trời mát, đêm và sáng lạnh, còn ở vùng núi thì đêm và sáng trời rét. Trong những ngày sắp tới, không khí lạnh tiếp tục về miền Bắc nước ta, trời vẫn sẽ hanh khô. Theo các dự báo hiện tại, bão Chami sẽ đi vào Biển Đông ngay trong thứ Năm hoặc rạng sáng thứ Sáu và trở thành cơn bão số 6. Tại Biển Đông, cơn bão này tăng cường độ trong khi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sẽ đến gần miền Trung nước ta vào ngày 27, ngày 28 tháng 10. Vậy không khí lạnh sẽ tương tác như thế nào với bão Chami? Về lý thuyết, các cơn bão lấy năng lượng từ nhiệt và hơi ẩm, nên không khí lạnh khô sẽ nhanh chóng chặn đứng sự phát triển của bão. Ngay cả khi có nước biển ẩm và ấm thì không khí lạnh khô vẫn có thể làm suy yếu cơn bão từ bên trong. Như vậy, dù bão Chami mạnh lên ở Biển Đông, đạt sức gió tối đa là 100-110 km/h, cấp 10, cấp 11, nhưng nó có thể yếu đi khi đến gần nước ta do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Bão yếu đi trong trường hợp này tức là sức gió yếu đi, nhưng sự tương tác với không khí lạnh lại có thể khiến bão gây nhiều mưa hơn. Một phần lý do là vì bão yếu đi thì thường di chuyển chậm lại, nên nó có nhiều thời gian để trút mưa xuống hơn, đặc biệt là với một cơn bão có hoàn lưu lớn như bão Chami. Đây cũng là lý do mà nhiều khi một cơn bão lúc suy yếu thành áp thấp nhiệt đới lại gây mưa lớn kéo dài, dẫn đến ngập lụt, sạt lở. Do đó, có khả năng mưa lớn sẽ xảy ra ở nhiều tỉnh thành trên miền Trung nước ta từ ngày 26 đến 27 tháng 10. Mưa có thể kéo dài đến hết tháng, tùy diễn biến của bão. Vì vậy, người dân lưu ý thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương để có cách phòng chống mưa bão phù hợp. Được biết, cơn bão số 6 dự báo đi vào Biển Đông này được đặt tên là Chami theo tên Việt Nam. Trong đó, Chami là tên một loài hoa. Hoa Chami còn có tên gọi khác là hoa sơn trà. Hoa có tên khoa học là Camellia japonica, thuộc chi chè và có nguồn gốc từ vùng Đông Á. Hiện tại, tính đến tháng 10 năm 2024, danh sách tên bão do Việt Nam đề xuất được sử dụng đặt tên bão quốc tế gồm 10 tên là Sơn Tinh, Cỏ May, Ba Vì, Lục Bình, Sơn Ca, Chami, Hạ Long, Bằng Lăng, Sông Đà, Sao La. Tên bão Chami được cơ quan khí tượng Nhật Bản chọn theo thứ tự lần lượt của cột 1 trong bảng tên bão dưới đây. Bão Chami tấn công Philippines, 92 khu vực bị ngập lụt. Nhà chức trách Philippines cho biết, 92 khu vực đang bị ngập lụt và hơn 380.000 người bị ảnh hưởng vì cơn bão nhiệt đới Chami, tên địa phương là bão Christine, đang chuẩn bị đổ bộ vào nước này. Tờ Philippines Daily Inquirer trích dẫn báo cáo mới nhất hôm nay, ngày 23 tháng 10, của Cơ quan Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines Bagasa cho hay, vị trí tâm bão Chami đang cách thành phố Baler, thủ phủ tỉnh Aurora, khoảng 310 km về phía đông và cách thành phố Infanta, thuộc tỉnh Quezon, 310 km về phía đông đông bắc. Theo Bagasa, bão Chami đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 15 km/h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là 85 km/h và tốc độ gió giật trong bão có thể lên tới 105 km/h. Các chuyên gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, Philippines dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng biển động rất mạnh, sóng cao từ 2,5 đến 6,5 mét, kèm mưa dông và lốc xoáy nguy hiểm. Lũ lụt nghiêm trọng sẽ xảy ra ở các vùng trũng thấp do mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ. Bagasa khuyến nghị mọi tàu thuyền, người dân và khách du lịch nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc ở lại các bến cảng. Hàng trăm hành khách đang bị mắc kẹt ở một số cảng biển do tàu thuyền hủy chuyến trên đảo Luzon. Chính quyền đã điều động các lực lượng an ninh, y tế và cứu hộ đến các bãi biển, khu nghỉ dưỡng
để đảm bảo an toàn cho du khách dịp nghỉ lễ UNDAS, ngày của người đã khuất, sắp tới. Các quan chức chuyên trách ứng phó thảm họa khuyến cáo, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vì tác động toàn diện của thiên tai đối với những địa phương cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ như tỉnh Isabela trong ngày 23 tháng 10 hoặc tỉnh Aurora trong ngày 24 tháng 10. Trong báo cáo cập nhật lúc 8 giờ sáng ngày 23 tháng 10, Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines NDRRMC thống kê, tổng cộng 382.020 người thuộc 77.910 hộ gia đình đang chịu tác động của thời tiết xấu khi cơn bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền. Gần một nửa trong số này đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và đang cư trú trong 306 trung tâm sơ tán trên toàn quốc. NDRRMC đang giám sát 92 khu vực bị ngập lụt khắp toàn quốc. Nhà chức trách cũng đang xác thực thông tin đã có một người đã bị thương trong thiên tai. Theo Cục Hàng không Dân dụng Philippines, hơn 20 chuyến bay ở Luzon và Visayas hôm 22 tháng 10 đã bị hủy, ảnh hưởng đến hơn 1.000 hành khách. Bộ Giáo dục Philippines thống kê, hơn 17.000 trường học với tổng cộng 7,38 triệu học sinh ở 12 khu vực đã phải tạm dừng các lớp học trực tiếp tại trường để phòng chống thiên tai. Ít nhất 4 trường công lập bị nước lũ nhấn chìm. Chami là cơn bão nhiệt đới thứ 11 càn quét Philippines tính từ đầu năm nay. Nhiều cơ quan khí tượng trong khu vực và quốc tế dự báo bão Chami có thể tăng cấp thành bão cuồng phong và đi vào Biển Đông sau khi ra khỏi khu vực theo dõi của Philippines vào ngày 25 tháng 10. Bão mới hồi sinh từ Nadine tăng cấp chóng vánh lên cuồng phong cấp 4 nguy hiểm. Dự báo bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NSC cho hay bão Christine sẽ mạnh lên chóng vánh thành bão cuồng phong cấp 4 ngoài khơi bờ biển Mexico trong những ngày tới. Tàn dư của bão Nadine được tổ chức lại thành bão Christie ở Đông Thái Bình Dương ngày 21 tháng 10. Do đây không phải hoàn lưu ban đầu của bão Nadine, nên Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ đã dùng tên bão tiếp theo trong danh sách đặt tên của mùa bão Đông Thái Bình Dương. Bão Nadine đổ bộ gần thành phố cảng Pelis ở Pelis vào chiều 19 tháng 10 với sức gió duy trì 96 km/h. Sau khi di chuyển qua đất liền Trung Mỹ và Mexico, bão suy yếu và tan vào ngày 20 tháng 10, sau đó tàn dư của bão tái sinh ở Đông Thái Bình Dương. Bão Christie cách bờ biển Acapulco, Mexico khoảng 450 km vào chiều 21 tháng 10. Đến tối 22 tháng 10, cơn bão mới nhất trong mùa bão 2024 đã mạnh lên thành bão cuồng phong. Các nhà dự báo bão của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ nhận định Christie sẽ di chuyển về phía Tây với tốc độ 24-32 km/h trong vài ngày tới, đi xa khỏi bờ biển Mexico. Dự báo, bão Christie sẽ nhanh chóng mạnh lên thành cơn bão cuồng phong lớn vào cuối tuần này. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Fox Weather cho biết, bão Christie không dự kiến ảnh hưởng đến bất kỳ khu vực đất liền nào vì vẫn ở trên vùng biển ở Đông Thái Bình Dương. Tại Đại Tây Dương, bão Oscar đã trở thành áp thấp nhiệt đới từ ngày 22 tháng 10 sau khi đổ bộ Cuba ở cường độ bão cấp 1 ngày 20 tháng 10. Trước đó, bão Nadine đã tấn công Belize vào cuối tuần qua, sau đó di chuyển qua Trung Mỹ, đi vào Thái Bình Dương và hồi sinh ở đây. Bão Christie là cơn bão số 11 hình thành ở Đông Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2024. Mùa bão ở Đông Thái Bình Dương bắt đầu vào ngày 15 tháng 5, hai tuần trước khi mùa bão Đại Tây Dương bắt đầu. Cả hai mùa bão đều kéo dài đến ngày 30 tháng 11. Cũng liên quan tới mùa bão Đại Tây Dương 2024, cơn bão mới nhất Oscar đã tiến về Bahamas sau khi đổ bộ vào Cuba ở cường độ bão cuồng phong cấp 1, khiến ít nhất 6 người chết. Cơn bão mạnh lên thần tốc này đổ bộ trong bối cảnh Cuba đang mất điện diện rộng. Sáng 22 tháng 10, bão Oscar nằm cách Long Island ở Bahamas 75 km về phía đông nam, với sức gió 65 km/h và di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 19 km/h. Dự báo, bão Oscar gây mưa tới 130mm trên khắp Đông Nam Bahamas, với một số khu vực có mưa lên tới 200mm. Oscar đã đi vào lịch sử với tư cách là cơn bão cuồng phong nhỏ nhất, với trường gió chỉ rộng khoảng 10km. Cơn bão khiến giới khí tượng choáng váng khi bất ngờ đổ bộ lần đầu vào đảo Grand Inagua ở Bahamas ngày 19 tháng 10 và đổ bộ lần thứ hai vào miền đông Cuba ngày 20 tháng 10. Chuyên gia về bão ở Mỹ Michael Lowry gọi bão Oscar là một thất bại to lớn trong dự báo bão. Ông lưu ý, không có mô hình nào cho thấy Oscar sẽ mạnh lên thành bão cuồng phong.
Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ nhận định, mùa bão Đại Tây Dương năm nay dữ dội hơn bình thường do nhiệt độ đại dương nóng ấm kỷ lục. Dự báo có từ 17 đến 25 cơn bão được đặt tên trước khi mùa bão kết thúc, trong đó có 4 đến 7 cơn cuồng phong từ cấp 3 trở lên.